Giang hồ đã có chồng sanh con và sự nguy hiểm cô phải trải qua, đồ chơi vài của xứng đáng hay phí phạm. Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm bỗng vừa khóc vừa gọi mẹ lúc nửa đêm, ông binh và xin khiến fan phát sốt khi kết hợp tạo trend. Giang Di kiếm được 350 đô trong một giờ trò chuyện. Hậu phấn của cặp đôi hot nhất showbiz hiện nay Buka, Kim Tuấn Kiệt. Giang hồ đã có chồng sanh con và sự nguy hiểm cô phải trải qua. Kèo này chắc đổi tên thành giang hồ đã có con luôn quá. Mới đây trên trang TikTok cá nhân của mình, Giang Hồ đã có chồng vừa đăng tải chiếc video ghi lại hành trình cô chào đón đứa con đầu lòng. Trong quá trình sanh con của mình, cô nàng đã trải qua vô cùng mệt mỏi và khó khăn. Ban đầu dự đoán rằng cô nàng sẽ sanh con theo cách truyền thống, nhưng đến khi vào cuộc thì sự việc đã diễn ra không như ý muốn. Bác sĩ nói rằng dây rốn bốn bé chặt quá nên đầu bé không xuống được và kết luận cần phải sanh mổ để lấy bé ra thì cô nàng rất lo lắng. Cảm thấy không ổn nữa thì bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng mổ khẩn cấp. Tiếng kêu mẹ ơi của cô cũng khiến hai bà mẹ và anh chồng run lẩy bẩy, không cầm được nước mắt. Sau quá trình sinh con đầy khó khăn của cô, trộm vía cuối cùng cô nàng cùng bé con cũng an toàn và kết quả là mẹ tròn con vuông. Sau khi sanh xong, vì lo lắng cho vợ trong phòng hồi sức nên anh chồng luôn ráo riết chạy tới chạy lui, hỏi từ bác sĩ này đến y tá khác để xem thử tình hình của vợ. Phải nói là có anh chồng xứng đáng đồng tiền bát gạo. Đồ chơi vài của xứng đáng hay phí phạm? Cặp hộp cùng baby Kobo Home, một món đồ giá trị từ 1 cho đến vài triệu có gì vui. Dạo gần đây, chị đại nhà Baby Kobo Home vừa cho ra mắt chiếc series đập hộp đồ chơi với giá trị lên đến hàng chục triệu cho tất cả những món búp bê mà cô nàng mang về. Mỗi món có giá dao động từ 1 đến 3 triệu đồng. Hầu như những món đồ của cô nàng chỉ toàn là búp bê đồ chơi hay những món dành cho con nít. Chiếc series này hiện cũng nhận lại rất nhiều ý kiến từ phía khán giả. Có người đánh giá rất tốt, rằng nhờ có cô đập hộp mà khán giả mới bù đắp được vào tuổi thơ không mấy may mắn của mình. Có người thì lại vào bảo cô phí phạm, người giàu nên tiêu tiền không có mục đích. Vậy theo bạn thì sao? Bạn có thấy xứng đáng cho món đồ chơi vài triệu hay bạn cũng thấy nó thật sự phí phạm? Có nhạc. Chồng Lê Dương Bảo Lâm bỗng vừa khóc vừa gọi mẹ lúc nửa đêm khi thấy bướm đêm bay vào nhà, đằng sau là cả một câu chuyện tâm linh. Tối ngày mùng 1 tháng 11, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải một đoạn clip mà trong đó cả anh và vợ anh là Quỳnh Quỳnh đều khóc nức nở khi thấy một chú bướm đêm bay vào nhà. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Được biết trước đó, mẹ vợ của anh đã qua đời do bệnh, vậy nên khi nhìn thấy bướm đêm bay vào nhà trong thời gian này, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã vô cùng xúc động khi nghĩ đó là người mẹ quá cố trở về thăm người con của mình. Bởi trong dân gian, ông bà xưa coi bướm là linh hồn của người quá cố mượn thân xác bướm trở về dương gian thăm con cháu, hay người thân mất biến thành con bướm để báo cho người nhà biết sự ra đi của mình. Với một người con mà nói, nỗi đau mất mẹ là nỗi đau lớn nhất trong đời. Nên ta có thể thấy, Quỳnh Quỳnh, vợ của Lê Dương Bảo Lâm đã khóc như một đứa trẻ khi thấy chú bướm đêm và vô cùng trân trọng lần gặp mẹ cuối cùng này. Nghe tiếng khóc mà người xem cũng cảm thấy sự đau lòng khi tình mẹ con chia xa, cảm thương cho cô gái mạnh mẽ. Chúc cô sẽ sớm vượt qua nỗi đau này. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Và xin khiến fan phát sốt khi kết hợp tạo trend. Bê cái cách hai chị đẹp bắt tay kết hợp cùng nhau trong siêu phẩm mới. Mỗi lần hai bà này bắt tay cùng nhau là cứ lên xu hướng. Trong video xin hóa thân thành cục cưng của chủ tịch, thích cái kiểu đỏng đảnh của bà Hoàng con ten Gong Bin khi vào vai phản diện. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của Bùi Công Nam và Gavin. Ngoài khả năng vũ đạo của mình, xin còn được cư dân mạng khen ngợi với kỹ năng diễn xuất tạo nên siêu phẩm, dự đoán sẽ làm chao đảo giới mộ điệu lần nữa. Được biết xin là người nghĩ ra con tay này và rủ cả đám diễn chung. Trên video là ngầu thế thôi chứ nhìn qua hậu trường thì hai bà này cưng khỏi phải nói. Lần này phải dành cho xin một tràng pháo tay vì thần thái quá đỉnh của cô nàng. Có thể thấy các siêu phẩm trước giờ của xin đều được đầu tư chỉnh chu từ trang phục đến cốt truyện. Video nào ra cũng lên xu hướng, không thì trở thành trend cho giới mộ điệu đu theo. Giang Di kiếm được 350 đô trong một giờ trò chuyện.
TikToker Ngọc Kuteha sở hữu danh xưng con nhà người ta với thu nhập khủng. Gần đây, TikToker Ngọc Kuteha đã chia sẻ về công việc kiếm thêm của cô. Theo nguồn tin, cô có thể kiếm được 350 đô tương đương khoảng 8 triệu 6 trong một giờ chỉ bằng việc trò chuyện và tư vấn cho các mentor của các thương hiệu lớn. Thực sự đây là một con số khủng, hàng tháng chắc phải hơn cả 100 triệu đó trời. Cô nàng cũng đã xây dựng riêng cho mình một thương hiệu thời trang thiết kế hologram khi ở độ tuổi 22 và hiện đã có 2 chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng. Nhờ vào sự sáng tạo và tài năng trong việc tạo ra những bài content vô cùng xuất sắc, như việc đóng các video clip ngắn và lồng ghép chúng vào thương hiệu. Mấy chốc, độ nhận diện của cô nàng cũng như thương hiệu của mình đã ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Theo như chia sẻ, Ngọc đã phải trải qua 4 năm thanh xuân mới có thể đạt được thành công như ngày hôm nay. Từ 2018, cô là một nhân viên bán hàng tại Dung, dần dần đi lên từ quản lý kho, quản lý bán hàng. Đến đây, cô nàng đã trở thành một founder nổi tiếng. À mà tất nhiên, đằng sau sự thành công của cô gái trẻ này, điều kiện gia đình là điều không thể thiếu. Nhưng mà nói gì đi nữa, không thể phủ nhận rằng Ngọc cũng rất giỏi và đã cố gắng rất nhiều để đạt được thành công như ngày hôm nay. Vậy nên đừng có ngồi ở nhà mà lướt tóp tóp rồi áp lực ngang. Đứng dậy và bắt đầu làm đi mấy bà. Học vấn của cặp đôi hot nhất showbiz hiện nay Puka, Kim Tuấn Kiệt, đàn gái học giỏi, đàn trai liệu có lép vế. Những thông tin xoay quanh cặp đôi này đang được netizen quan tâm. Đám cưới được mong chờ nhất hiện nay, đặt lên bàn cân so sánh học vấn của cặp đôi đình đám. Ai hơn ai? Cặp đôi được quan tâm nhất mạng xã hội ngay lúc này chắc hẳn không phải ai khác mà chính là Puka và Kim Tuấn Kiệt. Không lâu sau khi công bố về chung một nhà, mới đây Puka và Kim Tuấn Kiệt đã tổ chức buổi lễ gia tiên tại thành phố Hồ Chí Minh trước thềm lễ cưới chính thức diễn ra ở Cam Ranh vào ngày 4 tháng 11. Cặp đôi được nhận xét là vô cùng đẹp đôi cả về ngoại hình lẫn học vấn. Puka, tên thật Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh năm 1989, quê Đồng Tháp, là một nữ diễn viên kim người dẫn chương trình nổi tiếng. Không chỉ có sự nghiệp nổi bật khi liên tục góp mặt vào trong những bộ phim đình đám như Siêu Sao Siêu Ngố, Sắc Đẹp Lối Trá, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Cây Táo Nở Hoa, nữ diễn viên còn có học vấn khá xịn sò. Được biết, trong suốt khoảng thời gian học trung học phổ thông, Puka luôn giữ thành tích là học sinh giỏi. Nữ diễn viên từng chia sẻ gia đình luôn đặt áp lực học tập để giúp cô tốt hơn. Ngày xưa, mẹ em bắt buộc em phải đạt học sinh giỏi. Điểm sổ liên lạc của em gửi về mỗi tháng mà có môn nào dưới 9 điểm là ngày đó em không ăn cơm nổi luôn. Mẹ em sẽ mắng từ sáng đến chiều, đến tối rồi mắng qua tới ngày hôm sau luôn. Đến nỗi mà nhiều khi em ăn cơm chan nước mắt. Dẫu vậy, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, Puka lại không đổ vào ngôi trường mà bản thân yêu thích là Học viện Hàng không. Sau đó, Puka chuyển hướng thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và trở thành sinh viên ưu tú của trường. Thời điểm Puka học đại học cũng là lúc gia đình cô xảy ra không ít biến cố về tài chính, nên nữ diễn viên đã phải vừa học vừa làm để chi trả phí sinh hoạt. Theo tiết lộ, Puka luôn nhận được học bổng trong quá trình học tại trường nên không tốn tiền đóng học phí. Lúc thi đậu vào trường là nhà em bắt đầu nghèo rồi, thậm chí còn không có tiền cho em đi học luôn. Nên em cố gắng học tốt, đi học đầy đủ các môn để được học bổng. Số tiền học bổng em nhận được mỗi học kỳ may mắn đủ để em trang trải tiền học phí luôn. Thế nên giống như em được học miễn phí mấy năm trời vậy, chỉ tốn tiền ăn tiền ở thôi. Hiện tại Puka đã xây dựng được tên tuổi trong làng giải trí. Nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện trong nhiều chương trình thực tế, game show, phim ảnh đình đám. Kim Tuấn Kiệt, tên thật Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 1994, quê Thừa Thiên, Huế, được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên. Nhờ sở hữu gương mặt sáng cùng lối nói chuyện duyên dáng, anh chàng sở hữu lượng fan đông đảo. Năm 2022, Kim Tuấn Kiệt đoạt giải nam diễn viên truyền hình được yêu thích tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh. Được biết, nam diễn viên là cựu học sinh trung học phổ thông Marie Curie, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi trường luôn nằm trong top đầu về chất lượng đào tạo. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Kim Tuấn Kiệt luôn tích cực tham gia các cuộc thi âm nhạc hay chương trình tìm kiếm những gương mặt tuổi teen. Tốt nghiệp cấp 3, Kim theo học trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Dù yêu thích ca hát nhưng anh chàng lại thành công nhiều hơn trong lĩnh vực điện ảnh. Với vẻ ngoài điển trai nên không có gì khó hiểu khi Kim Tuấn Kiệt thường xuyên lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Năm 2018, nam diễn viên tham gia bộ phim Gia đình là số 1 phiên bản Việt. Kể từ đó, anh thành công đưa tên tuổi của mình gần hơn đến công chúng. Sau bộ phim, nam diễn viên cũng tham gia nhiều dự án phim lớn nhỏ và có được thành công nhất định như 100 ngày bên em, Kiếm chồng cho mẹ chồng, Suya hay Suya.